Bố bím sữa, mẹ sinh nhật của mẹ bím sữa. Để khéo khéo nha, rồi còn đi tiếp với một món nữa. Go. Ủa đâu gói quà đây em? Gói quà đâu vậy? Ồ, có ai gói không vậy? Chắc là bà con cô bác vẫn không nhớ. Mom Mom Care. Mình thấy cái tiệm mommomcare.com. Dạ đây, đây là new fashion của bố bỉm sữa. Giờ gói lại đem về tôi để cái gì mình tặng cho bà xã rồi gây bất ngờ, gây bất ngờ. Gói mạnh đi em ơi. Có bao nhiêu em? 50 hả? Quỳnh tráng như có 50 à? Đây, 50.000. Ok. Rồi, cảm ơn em nhiều. Lên đường. Lên đường, 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 lên đường. Rồi con mở đi đi, mở đi đi. Nè, bánh này ba mới đặt ra. Ủa mở rồi. Rồi. Biết mở không? Không. Rồi. Ok. Từ từ nha, kéo ra nha. Xong cắm cắm cái à chà. Cắm cái nến. Cắm cái nến vô. Coi chừng cái lật cái bánh hết ngon. Đó, cái bánh xuất sắc không? Đẹp không thôi anh. Mình cắm vô xong mượn mượn cái quẹt của ngoại đi. Cắm sao nè, cắm hai bên nè. Để bên đây một cái nữa nè con. Ra mượn của ngoài cái quẹt đi. Cho ăn cái quẹt. Rồi, thì anh đốt đi con. Ừ, hơi vậy. Có chừng nóng không? Được luôn. Được luôn. Nóng không, nóng không, nóng không? Bể chưa? Hơi vậy. Rồi. Dạ, ai cầm bánh này lại cho mẹ nè. Thôi em đi. Cho anh cầm đi con. À, xong rồi lại ha. Thôi đừng nói lung tung đâu quay. Rồi, từ từ nha, vào coi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Bánh ngon mẹ. Thôi mẹ thổi, 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 thổi cảm ơn ba. Rồi mẹ thổi đi, mẹ thổi xong rồi ba vô mới tặng quà đặc biệt nè. Có quà luôn hả? Có quà đặc biệt luôn. Cái iPhone luôn hả? Dạ, dạ, dạ. Thêm cái iPhone gấp nữa. Kìa, nó có iPhone gấp. iPhone gấp hả? iPhone gấp là năm ngoái rồi. Ủa đâu, mà Samsung gấp hả? Mà năm ngoái cũng đâu có đâu. Samsung mà. À, mẹ ướt nha. Mẹ ướt gấp. Em đâu rồi? Em đang ngủ hả? Dạ, em ngủ rồi. Ồ, quá thịnh.
Thank you. Hỏi mẹ ước gì vậy? Mẹ ước em nếu mà nó lớn lên đẹp trai y chang bà. Mẹ ước nhiều thứ. Hỏi mẹ có ước gì trong món quà không? Hai món quà luôn á. À quà hả? Quà thì tùy hỷ đi chứ mẹ không dám ước nè. Quà sợ nó không đúng. Quà là dân anh quà bự ơi. Thì anh vô mà giờ qua mở quà nha. Mở quà của tôi luôn. Chứ mở đây quan chỗ đồ ăn xong mở. Okay, okay. Rồi. Thôi qua đây mở nè, qua đây mở nè, nhỏ đẹp nè. Trời quà đặc biệt lắm, phải qua đây mở mới được. Có bánh của cả cô Trúc nữa kìa. Trời. Ôi, quà của ai nữa nè? Ra cái đó của Dương Anh. Trời ơi, anh dễ đẹp quá nè, má kêu cô mấy chú ơi. Đó, ba Điền lúc nào Vương Anh cũng vẻ ốm ốm hết đó. Ôi, bố mà nội cũng thích lắm. Đẹp không? Quá đẹp. Để em Việt Nam. À, thì anh thích em cái nào nè? Em Tiger. Con chọn nào thì anh? Trên cái bánh này con chọn nào? Kem. Chọn kem hả? Nè, lời chúc của chị Hai nè. Chị Hai đọc đi. Sinh nhật, chị Hai đọc. Cho nó tình cảm. Hai đang đọc cái ho đó. Nhân dịp sinh nhật mẹ ngày 6 tháng 6, con chúc mẹ thật nhiều sức khỏe, luôn xinh đẹp và hạnh phúc bên gia đình. Con cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mẹ vì đã chăm sóc, yêu thương và chia sẻ tâm sự với con về những kinh nghiệm của tuổi mới lớn. Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu. Yêu mom, con gái lớn Vân Anh. Wow. Trời ơi. Chia sẻ những tuổi mới lớn nữa ghê trời. Làm tập làm văn hay lắm. Tập làm văn hả? Ừ. Cho nên là viết lời chúc cho mẹ cũng rất là đầy đủ ý nghĩa. Cảm động quá. Cảm ơn con gái nha. Hôn mẹ. Thơm rồi. Dân còn thì anh. Vì anh không đây, kịp đây. Làm. Vì anh không làm hả? Thôi thì anh qua hôn mẹ miếng đi là vui rồi. Chúc bánh trưng. Con là món quà bự nhất. Dạ. Con là món quà bự nhất của mẹ rồi. Ok, giờ hai đứa mở này đi nè. Em. Cái này. Rồi. Đây mở món quà đặc biệt cho mẹ nè. Đó, món quà này là không phải iPhone gấp đâu nha. Để lấy qua lấy cái kéo cho. Lấy kéo. Dầu thơm, dầu thơm chà niêu. iPhone mở thành iPad. Cái máy tính. Lấy kéo vào đâu ta. Ủa kéo đâu ta? Ê, trời ơi, chơi cái kéo thì ghê vậy. Thôi được rồi. Tự xé luôn hả? Rồi đố hai đứa biết nó cái gì đâu luôn á. Cái này nữa hả? Cái này nữa. À, thì ra là cái đó. Cái này. Đố là cái đó là cái gì? Cái đó là cái đó. À, cái này là cái áo mặc để mình khi mà mình đặt cái máy vắt sữa mình không có cần phải cầm bằng tay. Này á bà. Mày mở nó thử coi. Đây. Trời, vậy là chiều nay không có coi cái post Facebook của tôi rồi. Không, trời, chắc mẹ rảnh à. Ba mặc cái áo đó rồi. Mẹ quay hả? Cái gì? Ba mặc cái áo đó rồi. Mẹ, ba mặc cái áo đó cho mẹ. Sữa đâu dắt ba. Con ngồi xuống, con đang quay. Đó. Áo này màu gì đây? Hy vọng là màu đen. Có cá màu hồng luôn. Wow, xịn quá vậy. Nó này chắc màu hồng á. Thì anh qua mở này tiếp đi con. Bữa nay tâm lý với ta, biết mẹ đang cần cái này luôn. Tại vì cái này á, mình cầm bằng tay á, mình sẽ không làm được cái gì hết. Với lại là mình sẽ bị mỏi tay. Đúng không? Cho nên là khi mà có cái áo này mình vắt sữa, nó sẽ rất là tiện lợi để hai cái tay mình nó rảnh. Ví dụ em bé đang khóc mình có thể ẵm em bé hay là mình có thể thay tã cho em bé. Đó. À. Ghê không? Nó lên, nó lên, nó lên, nó lên. Ba, thấy ghê không ba? Rồi đó rồi. Kìa chị Hai coi, cô ba đang đập hộp kìa. Trời ơi, rồi có được miếng sữa nào không? Rồi con mở đi ghê vô thầy anh, mở luôn cho mẹ. Cái gì đi. Vậy? Đố mẹ biết. Thì có cái áo thì phải có cái trời ơi, cái này màu hồng đẹp lắm rồi nha. À, máy bơm sữa. À đúng rồi, màu hồng nè. Màu hồng xinh ha. Ừ. Mở ra được không? Được, mở ra đi. Mở ra ba mặt làm mẫu. Sáng mặc màu đen giờ màu hồng.
Trời ơi, Vân Anh nghe Vân Anh mở mũi khí thế. Có tin có rớt. Vừa mẹ không nè. Dạ con biết rồi, con thì mẹ lách la nè. Con thì mẹ lách nè. Đây cái này có vẻ là cái này free size. À free size luôn hả? À cái này có cái dây tăng đơ. Tiện quá ha. Wow. Mà cái chất liệu này rất là có vẻ rất là mát mẻ rồi rất là thoáng luôn á. Đây nè, nó có cái dây móc nè. Ồ, cái này là dây kéo. Cái này là cái này móc lên nè. Mẹ biết rồi, cái đó là móc cái dây áo con lên này cái vai. Dây kéo nè. Nè. Rồi ông chỉ tôi mặt luôn á, trời thiệt luôn á. Nè, tôi trùng trồng cho luôn nè. Nè, vẫn là đó. Màu hồng luôn nè. Ừ. Là năm nay có vẻ đúng là ba bỉnh luôn. Biết rồi, đưa cho tôi. Rồi, ok. Khổ ghê. Của biết tôi chưa? Mà cứ hả lay quay rồi, máy này biết máy gì không? Rồi, thấy ở ngoài này nè, máy bơm sữa. Trời ơi, xịn quá, xịn. Hai bên hai bình. Phải chăm sóc đặc biệt để cho út cọp nó bú nhiều vô. Hiểu ha, mình sẽ là bò sữa. Thương tôi ghê. Nè, này bấm vô nè. Cái máy nhìn xịn quá vậy. Ừ. Nhìn giống như cái phi thuyền vậy đó. Đẹp quá ha. Bấm lên thử. Mà đi. Nó gọn nữa. Này, bấm nè. Đó. Ê, nó im quá ha. Chứ hồi lúc mẹ đẻ hai đứa mẹ xài chỉnh cái máy nhịp kia á, nó... Mẹ chỉnh nhịp thấp thì nó sẽ bóp, nó sẽ hút mạnh. Đây nè. Ủa sao giống review bán máy vậy mẹ? Giờ lúc mẹ chuyển qua bán máy hút sữa hả? Bán máy hút sữa luôn. Còn cái này gì ba? Hả? Cái nút này sao? Cái gì? Cái nút này nè. Mốt đó. Cái mốt này nè, mốt này là đang là hút nè. Ừ. Còn nó có cái mốt massage luôn. Massage trước khi bấm hút đây. Đúng không? Massage là sau khi hút cũng massage, mà trước khi hút cũng massage khoảng 2 phút. Ồ, 2-3 phút vậy đó ba quên. Kiểu mà massage cho nó sữa, nó trời bắt đầu nó ngực mềm ra để sữa nó ra đó. Đúng rồi. Rồi sau đó mới hút, có đèn nữa nè. Rồi, xuất sắc chưa? Hay quá vậy ta. Cái máy kêu êm, có cái đèn nè. Buổi tối mà mình không thấy đường thì mình sẽ mở cái đèn lên ha. Qua đây nè Vân Anh, thì anh qua đây sau lưng qua nè. Ồ, nó êm không nghe một cái tiếng gì luôn á trời. Êm không? Êm, hồi đó mẹ xài máy kêu lớn lắm. Đây nè, con này nè. Cái này là của Hàn Quốc nha, hàng của Hàn Quốc nha. Ừ. Mà đời mới nhất luôn á. Mọi đứa kéo xuất sắc lắm. Sản phẩm này là hơi bị dữ á, đố mày biết nhiêu tiền luôn á. Chắc cũng mấy sữa giờ 50. 50 gì? 40 triệu. Cái gì ông nội? Quá đáng. Cái máy sữa cao cấp nhất cũng cỡ 10 triệu thôi, chứ làm gì mà 40 triệu. Quá đáng. À. Để thử coi biết xài không. Cái này để làm gì vậy? Hả? Đây để đâu? Gắn vô. Gắn vô đâu á? Gắn vô đây. Ồ. Không? À rồi bắt đầu đưa cái dây này vào đúng không? Rồi. Ừ. Đưa dây vô đây. Ừ. Một dây cắm cái vô đây. Ừ. Rồi. Ừ. Gì vậy ba? Ông đưa cái núm vô mới ghê. Rồi. Rồi, ok. Cái này tương tự luôn. Đây. Tiệt hả? Có cái áo sao thấy nó hút được. Thôi để lát mẹ lên mẹ thử. Ok, nè, cái này nó. Đó, cái này máy này như vợ, nói thiệt đi. Để có gì mẹ giới thiệu bạn mẹ cũng nhiều... bé sắp được xanh đi xanh. Chỉnh là coi chỉnh level nè mẹ. Ừ. À nó có pin này nha, đó hai cục, tức là sau mấy tiếng hồi mình sạc pin luôn. Cái này là sử dụng sạc. Cho nên là mình rất là gọn, không đây. Có cần phải dây nhợ nhiều đúng không? Mình sạc xong mình cầm cái máy này mình bơm thôi. Đúng rồi, level nè, level thấp nè. Dạ. Giảm nè. Nhịp nó mạnh lên hả? Ừ. Chế độ mạnh lên. Ừ, thấy chứ, mà muốn nó hút mạnh thì chế độ thì cái trừ, nhịp nó sao giảm tăng. Ừ. Rồi ok. Ok không? Ừ.
Quá ok luôn. Dạ. Cái này là của nước nào vậy? Hàn Quốc. Ồ, Hàn Quốc. Simire. Simire. S6 Plus. S6 cộng nè. Đây đời mới nhất luôn. Đời mới nhất. Rồi sau khi có này bơm xong thì ngắm cái núm vô cho bé bú thôi. Lấy ra. Chiên già. Quà ý nghĩa thế luôn. Toàn là cho con ổng không à. Rồi thử coi, mềm lắm nè. Mềm giống như là ừ, của tim mẹ vậy đó. Nên là Tiger nó smooth sẽ rất là êm luôn. Yes. Thank you daddy. Đó, nhưng mà quan trọng là cái bộ này không? Cái bộ này xong đeo toàn ten đây ngồi. Nói chung là cái này là nguyên set luôn. Đó, nguyên set luôn, ok. Thank you daddy. Rồi, thôi năm nay không có tiền mua điện thoại thì chuyển qua mua máy giặt sữa. Thôi kệ. Này là nói chung là cũng gọi là rất là tiện lợi. Không mà cái chỗ này mà họ mà cái chỗ này họ bán nhiều thứ lắm nha, nhiều cái hay lắm luôn á. Ừ. Và bữa ra lượn tiếp. Ở đâu lượn? Ở Nguyễn Hữu Cảnh. Ừ. Tên ừ. Gì vậy? Mom Care. Trang web là mommomcare.com á. Có bán mấy cái gối này kia luôn không? À có luôn. Có gối cho em bé, cái gối mà gối, bữa gối cho để chào nè, rồi gối tựa lưng này kia có không? Như có luôn. Dành cho người bị đau lưng á, sao xanh. Không có gối cho người đau lưng á. À, cho mẹ đó. Đó thì mẹ đang cho đó. Sản phụ sau sinh đó. Thì đó. Không, hồi nãy có thấy mà ba không nghĩ mẹ cần đó. Vậy hả? Vậy mua thêm. Còn cái gối, còn cái gối của em bé đó cho nó nằm trên đó để mình nãy á. Thì gối, đó chống trào ngược á. À chống trào ngược hả? Gọi là chống trào ngược hả? Ừ, thì mua cái đó, thì mua đó thì mai ba lấy thêm. Yeah. Mà nó còn nhiều cái hay lắm nha. Ừ. Uh-huh. Ừ, ba mốt ra cứ gì ba ra rồi ba gọi cho mẹ bằng cái FaceTime á. Coi coi mẹ cần gì mẹ lên kia ba lấy. Trời nhiều lắm thôi. Ừ. Mua hết cái shop là chịu sao nổi. Mua hết đi. Thì giờ mà tính món nào tính tới món đó. Thì đó đang có cái điệu đó. Rồi nữa, có cái mấy cái điệu đeo rồi hết tẩy luôn. Cái điệu thì chắc đợi lớn chút thì mới đi được. Không, cái gối nè, giờ sáng qua có thấy cái gối cũng hay lắm. Coi lấy cái gối đi. Cái gối êm lắm nha. Êm. Cái gối mẹ thì ba chưa kiểm tra. Ba không để ý, nhưng cái gối của Tiger thì... Dạ. Cái gối nó ra bầu tròn tròn này nè, xong mình ẩm nha đúng không? Cho nó đúng nằm rồi. Toàn ten trên đó đó. Nó nằm trên đó là cho nó bú hay gì đó không? Nằm toàn ten. Nằm mà toàn ten thấy ghê quá. Rồi, chờ okay. Ráp cái gối vô tiếp đi. Rồi. Ok. Rồi, cảm ơn ba yêu. Rồi. Happy birthday to vậy you. Vậy thôi hả? Còn happy birthday to you. Happy birthday to you. Còn gì nữa? Hết rồi. Chương trình đến đây là hết rồi. Ok, thôi mình ăn đi ha. Ăn. Mình bày ra mình ăn đi. Hết phim. Bây giờ rính này lên cho mẹ đi. Cho nó gọn chỗ này đi để mình bày ra mình ăn. Rồi. Ha. Ok. Để cho nói chung ok đúng không? Quá ok. Quá sinh nhật ok không? Dạ. Cảm ơn. Lại tính mua bông nữa mà thấy tối có bông. Nay thấy bông công ty nên thôi tiết kiệm luôn. Ok thôi để. Nhưng mà mẹ thấy ba mua cái bánh thần thánh không? Đẹp không? Ủa này bánh ba mua hả? Ừ. À trên giờ mới thấy nè. Dạ. Chúc rồi, mừng sinh nhật ba mẹ và yêu. Các con ok. Rồi thôi cũng được cái bánh ba và các màu con. Mè chút xíu. Rồi, bánh bên trong là sô cô la ngon lắm đấy. Ngộ vậy bên ngoài là này mà bên trong sô cô la. Ừ, kem ngon lắm. Nghe người ta nói vậy. Okay. Rồi, cảm ơn ba nha. Rồi, ok. Bye bye. Gì vậy? Thank you. Hẹn gặp lại. Rồi, với anh thì anh rồi. Gặp lại.